chào các bạn, hôm nay Sáp sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm đậu Hà Lan đặc biệt. Đây là loại ngon, cao hơn bình thường một chút xíu, giá cao hơn bình thường một chút xíu, nhưng mà chất lượng rất là ok. Đây là đậu Hà Lan rang muối. Các bạn có thể thấy là cái hạt nó có một cái lớp vỏ bên ngoài, còn bên trong thì màu xanh hơn, non hơn. Nên là người ta rang rất là kỹ, làm rất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn một loại rẻ hơn, mà loại rẻ hơn shop chỉ bán nguyên cây thôi, một cây là 5 ký. Còn cái này thì có bán lẻ lẻ một, và các bạn có thể mua một ký vẫn có thể bán như thường. Bạn có thể nhớ đây là cái loại đậu Hà Lan rang muối, còn một loại nữa là loại wasabi, thì người ta có hòa trộn một số loại bột nữa. Đây là đậu Hà Lan rang muối nguyên chất. Các bạn có muốn đặt hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại và website shop có nhắn bên dưới. Các bạn có thể đặt hàng ở bất cứ ở đâu thì shop sẽ gửi bưu điện đến. Còn giá cả thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết cụ thể hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.